Hi, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại Duy Minh đang có mặt tại một nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Bên trong thì Duy Minh thấy có khán giả, thì nó khán giả kiếm Duy Minh là không biết ai đây không biết nữa. Đòi nợ hay sao quý cô chú anh chị, gần Tết rồi. Đó. Hello cô. Nhìn trên YouTube con nó coi từ hồi anh Linh chết tới bây giờ luôn. Dạ. Con cái mà cái clip của con á từ hồi anh Linh chết tới giờ luôn mà tới giờ là mới lên đây được. Thì đây cô qua mình. Câu đừng có coi Duy Minh nữa, cô coi Bùi Hải về lóc. Đợi đợi anh tí, đợi anh tí. Dễ gì cô chị. Bùi Hải nha. Cảm ơn mấy chị. Hôm nay cô đem hoa vô ha. Hôm nãy đang cô cứ bánh đây luôn đó hả? Bánh từ Sóc Trăng lên. Ồ, từ Sóc Trăng lên. Wow, quá hoành tráng luôn ha. Nãy giờ con đang chỉnh clip không vô kịp. Anh Linh này xuống tới dưới quê hát á. Mà năm là 1990 mấy á. Gặp luôn. Hai người xuống một lượt con hát ở dưới luôn. Ngày xưa cô Thanh Kim Huệ với là chú hay đi biểu diễn chung lắm. Chung luôn là cũng tại xã luôn á. Nhưng có đi coi luôn mà. Nhưng mà cũng hồi đó trời ơi, mà mình muốn vô mà mua bó bông mà tặng cũng phấn phới ở trong đó cậu đó á. Hồi đó thường là tặng một nhánh bông đó con. Nó cười coi coi cái YouTube của con. Cái ta có để xuống điện thoại rồi đó trời, mà cô đâu biết điện ngay đâu, không có biết điện. Không có biết điện, mình nói với nó cái cho nó trời ước gì mình biết điện á, với mình cái gì ta kêu gửi tiền nạp thẻ gì đó cho mấy chú trên này mua cúng gì giùm mà không có biết. Con thì đi làm hết trơn, không có mà ở nhà. Bữa nay nhà thằng Út ở Sóc Trăng về chủ nhật cho con gửi nhà, con giữ mẹ đi. Hôm nay cô kêu con của cô đi chở đi đó hả? Con gái này thì ở Bình Dương, ở chợ Thiên Giao á. Cô đêm hôm cô lên là sáng kêu chở vô đây. Thuận Giao ở Bình Chuẩn. Bé ngang qua đó. Bé này còn đi học hay đi làm con? Đi làm. Rồi Út của nhà cũng đi làm Sóc Trăng nữa, rồi bữa nay chủ nhật muốn Út về. Đi làm được các con, còn đưa đi học. Anh con ở dưới đó, con đi xuống đó hoài à. Xuống đó chơi. Là anh bé lên đây nè bé. Bé lên đây nè. Anh Linh với cô với chị Thanh Kim Huệ là xuống tới dưới hát luôn, nhưng mà mình có coi thôi chứ cũng không có được hồi chậu đó mà đóng được quay cái tướng đá với mẹ đó ha. Ca sĩ đâu, hát rồi là vô cửa ra cửa sau là tôi lên xe ta về rồi. Rồi cũng không có bông có gì mà tặng hết. Nhớ cũng còn 1990 mấy. Nãy con thấy cô chở bé chở cô là lấy hoa vô nhưng mà đang chỉnh clip không có vô quay. Cái dâu bữa nay ở nhà nó trời, mà mẹ đi tới đây nha, bữa nay có lên clip không con, nhà con đón con coi mẹ đó. Nó có kêu chú mà Duy Minh cứ đăng lên đi quay lên. Dâu ở nhà dâu thứ hai con coi mẹ nha. Cô thứ mấy con? Cô thứ năm. Cô thứ năm hả? Nó con ở nhà là con đón con coi mẹ nha. Con đón đi cho cháu của Duy Minh đó là quay lên con ở nhà con đón coi mẹ đi nha. Mình qua bên mẫu của chú đi cô. Mộ lâu lâu mình lên lần đầu tiên phải không cô? Lần đầu tiên mình lên mình ngắm cho kỹ đi cô, coi có cái gì mà nó khác lạ với trong ở trong mà YouTube tụi con quay không? Thấy ở trong YouTube không mà mình nhìn không à, vô tới đây lên tới đây thì thấy cái cảnh nó hơi đẹp hơi rộng thôi á, còn như chỉ thấy màn hình là mình thấy không có được á, không có được như ý mình. Được thoải mái ha, ở đây là cô. Con nó giờ thấy cũng rõ lắm nhưng mà nó không được rồi, nó không được. Dạ. Thôi 2024 mà cô đừng có coi Duy Minh nữa, cô coi Bùi Hải. Trời ơi mà quẹt dính ở đâu là coi đó là coi luôn, không có biết dạy đổi, đâu có biết gì đâu. Cũng như nó YouTube nó là đài sức đó con. Đây. Không có biết câu chỗ nào mà cũng là không có điện cái gì. Không luôn. Cô thấy có lạ 5 ngày nữa cô lên bông mai đó kìa. Lên tới đây Đúng như vậy. Chẳng. Đúng như vậy lại anh mấy lại. Dạ. Tô quay lại luôn ha. Con dâu thứ hai nó còn ở nhà con đóng. Cái YouTube là con có mẹ tin ở mẹ lên cái hả? Con có mấy con? Thứ năm hả?
Đắng chút con miếng con để cô năm. Thầy Sáu hỏi cho cô Sáu lên một chút. Con có đăng ký cái điện thoại ba gọi mẹ đi. Con gái em làm ở đâu? Gì hả? Ship mấy? Ship 1 hả? Rồi kể bên đây nè Khang. Con khen hoài luôn. Đăng ký đi. Cô kêu đăng ký là sao? Hải làm gì? Rồi, em nói lên ký. Sao không Hải mà đó? Bùi Hải Vlog. Không, không có ý là kêu nó sao cái gì. Đăng ký 3G. Đăng ký 3G nè, ở đây nó không có sống. Rồi rồi rồi. Có rồi. Ở cô bánh mía hay là bánh mía mình đem từ Sóc Trăng lên hả sao cô? Bánh mía này bánh mía từ Sóc Trăng đem lên hả? Ồ sao cô không đợi lên đây cô mua luôn? Lên đây rồi mua có bông còn không xong nữa là nhờ vô đây gặt chứ không có là nhịn luôn không biết mình mua. Vậy là mình mua đây là mình mua gốc luôn hả cô? Ờ từ Sóc Trăng nổi tiếng luôn chị. Cậu ăn bánh mía Sóc Trăng luôn hả? Đúng rồi, nhưng mà chú là cái bánh mía nhỏ nha. Ngang qua kiếm mua bánh mía nhỏ. Bánh có bánh mía nhỏ là chai. Chai á. Ngon lắm. Nó béo. Nó nói chiều có được không? Chờ chiều đâu có được, chiều đi mất mẹ đâu có được đâu mà chiều. Mua bánh mía đây ăn trai nó không có chiều là đi rồi mình sáng thì cúng một dĩa trái cây nè với một lon gì tin là quay clip thứ hai rồi mà chưa thỉnh nữa cười, chắc này hồi vậy nó quay thỉnh quá người ta có quay có đăng lên không mẹ nó có con nhà con nói đi chứ chút gặp mẹ nói nè 20 phút nói gì mình đăng lên yeah. Đó, cô thấy không? Thấy con quay đẹp ghê không? Mất cô đừng coi Duy Minh nữa, con được ở nhà hứa ca cao kê với anh Linh nè. Dạ chào chào hai chú nha. Nhen nhen ở phía sau á. Có Hương đó chú. Chú Hương ở sau chú. Bấm ở đây vậy đó là mình ca là có liên can với YouTube mấy chú không sợ. Không sao cô. Cứ ca thoải mái. Cô đến đây cô hát một bản tặng tụi con với khán giả trên kênh YouTube của con cô. Hát bản của mới sáng tác của anh Linh là cái gì mà bài ca đưa tiễn Vũ Linh vậy đó. Gì hả? Tiễn biệt Vũ Linh. Ủa của chú Văn Tấn hả? Của anh Linh nè bài ca đó. Bài ca tiễn biệt cho nhà. À cũng đầu Vũ Thanh nó ca bữa hôm. Nhưng mà anh Tấn cũng ca. Cô ca đi cô. Cô bắt điện thoại lên cô hát hả? À bấm điện thoại được chứ như cô. Đâu cô nhỏ tiếng thôi. Đúng không có thuộc lòng được. Bắt lớn tiếng quá, bên kia nó dính bản quyền. Con chào cô chú nha. Ồ, rồi, nổ rồi. Lấy cái đó xuống đi anh Ngọc ơi. Xuống đi. Tại chạy nắng chói. Chói như cái màn hình không thấy chữ. Cô đứng xích đằng đây nè. Rồi chú nằm gớt cái chú bỏ đi ra quê chú bỏ đi ra luôn. Hồi năm chuyện tình không cho thù mà không thích ông đó rất nhanh. Bà ơi tôi với bà làm người từ miền xa xôi dịu dàng. Đến thăm viếng nhiệt tình cùng toàn khán giả giãy tay chào ông hoàng sân khấu nỗi đau này hỡi trời cao có thâu hàng dáng con người nước mắt cứ tiếng đàn dính còn bộ nào bằng khi kẻ ở người đi biết bao người thương tiếc chua xót ngậm ngùi tiếng đưa Vũ Linh
Ôi âm hoàng sân khấu cái lương, khán giả không quên tiếng hát ngọt ngào, hai tiếng vũ linh làm sao quên được. Cô đó bên đây này không? Những vở cải lương in sâu trong dạ, vợ anh ra đi trở lại nữa rồi, làm cho đèn mờ sân khấu vắng bóng người nghệ sĩ tài hoa. Đồng nghiệp bây giờ thiếu vắng anh, thử hỏi ai không chua xót ngậm ngùi, ngước mắt lên cao cho toàn khán giả, ai cũng quý anh như người thân thuộc, đến tiếng đưa anh mà nước mắt tuôn trào. Nhìn thi hài anh cái cô nó bị bản quyền của chị do nhạc á, cô ca cũng hay chứ bộ. Nỗi đau này vô cùng to lớn à, từ bây giờ xin dính biệt vũ linh. Rồi cũng cảm ơn cô ha. Rồi, cô về ca vô dùng khẩu luôn rồi. Thật xưa nay người ta là có sanh có diệt, nhưng vũ linh ra đi làm chúng tôi thương tiếc buồn. Còn có nhạc nữa rồi. Có nhạc là tụi con phải né ra rồi. Có nhạc là lớn lên là bị ông quyền. Gắn bó với tuồng, diễn xuất của anh làm cho hài lòng khán giả, tiếng hát ngọt ngào có một không hai. Anh chưa bao giờ làm nghịch ý một ai, khán giả tôn vinh anh là ông hoàng sân khấu. Trong thời gian qua anh kiên cường chiến đấu, với căn bệnh chậm xa đến hơi thở sau cùng, xin tiễn đưa anh đến phương trời xa xăm. Bài hát hay ha, bài hát sáng tác bài này hay. Không quyết tâm tình thăm, tiếng gọi anh năm tôi mãi ghi lòng, cầu mong anh sớm được linh hồi. Xin Phật trời linh thiêng chứng chi, dìu dắt anh về cõi Tây, bỏ xác phần mong anh thanh thản, hát ngủ anh vào giấc ngủ nghìn thu, bài hát tiễn đưa trăng hòa nước mắt, giờ anh ra đi không trở lại nữa rồi, bài ca tôi hát tặng lời, từ nay anh đã xa rời chúng tôi. Tim đau nhức nhức đôi môi, bài ca giọng cổ thay lời tiếng đưa. Thôi con cảm ơn cô nghe. Cô hát hay quá mà cái lo của cô để lớn quá, không, không biết sợ bị quỳ không nữa. Không, cái này là phải đứng xa à. Cái này là bắt nhỏ rồi đó chứ theo nói nhỏ là, hết luôn rồi đó hả? À, chứ theo nói là bắt lớn nữa. Trời bắt lớn nữa là con khỏi quay cô luôn á. Bắt lớn nữa nó mới vừa với tiếng ca của cô như bắt gì. Dạ, không sao, cô ca trai gì mà nó hay á. Cô thuộc. Cô thuộc mà ca trai nó hay, nó hay hơn là nhạc nữa đó. Cái tiếng mà hay hay không là do cái giọng của mình thôi. Rồi thành ra cô thì
Nói chung là ai sáng tác cái bài nhạc này thì Diễm Minh chưa có biết, nhưng mà cảm nhận được cái nỗi lòng của khán giả, người ta đã đưa vào bằng cả trái tim của mình vô cái bài hát này. Quý cô chú anh chị rất là hay luôn. Con cảm ơn cô nhiều nhé. Con chúc cô với gia đình cô nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng nha cô. À. Đây là dài, đây vô đây là trong này là dạ, à, các mẫu của các nghệ sĩ cô xung quanh ở đây hết. Nhìn trong cái mà cái YouTube của con á thì thấy nó được có khu vực tôi thấy con nha. Dạ. Tôi đi chơi. Bởi vì lâu lâu là con cũng phải quay xung quanh vậy nè cho nó cái khung cảnh nó rộng ra. Đó, quý vị. Khung cảnh đây, rộng ra. Rồi là mới anh bên này mới chết rồi, nhưng mà mình không có cái gì để mình đi được á. Dạ. Chụp hình nó đẹp. Chụp hình nha. Con gái kìa, con gái chị chưa anh, cô chăn chắc ha, quý cô chú chị giống như mẹ mình ở quê cũng gì đó quý cô chú chị, người quê thì chăn chắc thật thà ha quý cô chú chị, đó, thì con cảm ơn cô nha, con chúc cô với con gái của cô, con gái cô có gia đình chưa? Chưa hả? Nhiêu tuổi rồi con? Hai mấy rồi? Dạ. Hai mấy là hai mấy cô? 28. Dạ, 28 ha. Thấy còn trẻ quá ha. Còn nhỏ quá ha. Chắc là nhỏ con nè. Đây mà công ty 6 năm trời. 6 năm hả? 6 năm trời, mất 6 kg, tụt 6 kg rồi đó cổ mà. Ồ. 6 năm trời mà cụt 6 tí ha em gái. Trời ơi. Sao chắc là tăng ca quá ha sao? Ăn uống được hả? Trời ơi sao ăn nhiều nhiều vô em bổ dưỡng vô cho nó có da có thịt tí xíu chứ. Út trai như cháu Nguyễn Minh vậy nè, mới vợ hai mấy rồi. Chị gái mà chưa lấy chồng. Mà bây giờ phải ăn lên tí xíu lên được 4 kg nữa là vừa đó là đẹp gái đó. Mà 6 kg luôn đó mà giờ. Lên 4 kg thôi cô, lên 4 kg là được rồi. Tướng này lên 4 kg là chuẩn đẹp luôn á. Có vợ rồi cô, chị không không tới giờ chơi ginh đó. Dạ. Rồi chúc cô với em gái thật là nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng nghe cô, làm gì được nấy. Đó, mong muốn cô cũng chúc cho mấy cháu mấy cô ở đây mấy em ở đây cũng được nhiều may mắn, được quay YouTube rồi nhiều khán giả con nhiều. Dạ, cũng cảm ơn cô nha. À, cảm ơn em gái nha. Vâng thì Linh á, ảnh đi mua gì cô? Ảnh đi mua mai á. Vô lượt hai quan tài luôn á cô. Ủa sao tới hai quan tài với cô? Hai xe, xe trước xe sau á, chắc hai người Tại người ta vô không? Ý là một đám mà hai quan tài đúng không? Không gần, nhưng mà thấy hai chiếc xe chở hai quan tài. Dạ, yeah, chắc là một đám quá. Một chiếc xe mà chở hai quan tài đúng không? Một chiếc một cái, một chiếc một cái. Rồi vậy là hai trùng lập một giờ. Cùng giờ luôn, chôn cùng giờ hay là ấy gì? À, vâng thì Di Minh cũng xin cảm ơn bà con cô bác đã xem hết video của Di Minh. Thì Di Minh cũng không biết nói gì hơn chút. Hả? À, xin chúc bà con cô bác cuối tuần một ngày chủ nhật, quý quý vị ngày chủ nhật chứ thật là nhiều sức khỏe vui vẻ bên gia đình của mình ha. Bà con cô bác nếu yêu quý Di Minh đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Di Minh. Di Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác thật là nhiều ha. Bye bye bà con, chào bà con, hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.